Bác có thể xin được, chứ không phải bác không xin được. Nhưng bác xin cháu bác ngu dốt và là phá hoại đất nước. Ôi ấy, vừa mới lên tổng bí thư một cái là nào là đã xây mộ bố to rồi. Đấy là một, cái thứ hai là cái xã Giải Phạm ấy là đường điện nước sáng trưng, nó khổ quá, toàn nói xa rồi. Đến ngày mà bố thôi nhưng mà cũng không dám đụng chạm gì cả đâu. Đấy, phải nói là con người nó như thế đấy. Thưa bác có thể chia sẻ những cái câu chuyện có sự gắn bó giữa bác Nguyễn Văn Linh và bác Hồ của mình không ạ? Cái đó thì có, nhưng mà không được tuyên truyền. Tôi nói một cái thí dụ nó như thế này. Khi gặp bác Hồ không cho chụp ảnh. Vì tại sao? Tiết lộ cái là coi như ông ở trong nó là chết ngay. Đấy. Nhiều lần giao họp, nhiều lần giao báo cáo, nhiều lần ăn cơm bác Hồ nhưng không được chụp ảnh. Ông bảo là sống dưới chế độ chủ nghĩa, dân sống chịu quen rồi. Nhưng miền Nam bây giờ mà cố đưa gò vào đấy thì sẽ lộ chiến. Mà nếu mà để xảy lộ chiến đấy thì coi như bao nhiêu xương máu của đồng bào chiến sĩ là hàng triệu triệu người nó đổ xuống biển hết. Không phải như thế ta dừng, mà người ta phải nghiên cứu suy nghĩ làm như thế nào đó đấy để không xa rời được cái đường lối chủ nghĩa Mác, mà đồng thời để đưa cuộc sống dân lên. Đấy là một điều trăn trở. Ý ông nói là anh rất trăn trở về cái chuyện này. Vì sao nó chương trình nên có gõ vào đầu phát biểu nói một câu là thôi rồi, phải đổi mới tư duy, tức là cái phải tư duy đổi mới. Thế từ đó giờ đi cái thì được cởi mở. Các cụ già, các nơi đi đến đấy thì đặt cái lón ở cửa, bước chân vào là nói ông đổi mới đây rồi. Nhờ có ông, chúng tôi mới được sung sướng như ngày nay. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn về với quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nhớ tới ông, có một câu nói nổi tiếng đến bây giờ ai cũng nhắc tới, đó là hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Và rất là nhiều những huyền tích, huyền thoại về ông Duy sẽ chia sẻ cho quý vị trong clip này. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xóm Cả, làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cách trung tâm thành phố Hưng Yên khoảng 38 km, cách trung tâm bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội khoảng 26 km. Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tọa lạc trong khuôn viên với tổng diện tích khoảng 4.685 m², gồm nhiều công trình như nhà tưởng niệm, nhà trưng bày lưu niệm, nơi đón tiếp khách đến tham quan, thăm viếng, cùng hệ thống các công trình phụ trợ như cầu, đường vào và sân vườn bốn mùa thơm hoa, xanh lá. Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại quyết định số 3375 QĐ-BVHTTGL ngày 6 tháng 9 năm 2017. Phong cách kiến trúc khu lưu niệm giống như nhà thờ truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang ngồi ở khu lưu niệm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Duy đang được gặp bác trông coi khu tưởng niệm này. Con chào bác, bác có thể giới thiệu về mình được không bác? Vâng, tôi thì báo cáo với các anh là tôi tên là Được. Thế trông coi ở đây thế là 25 rồi. Từ khi bắt đầu đặt cái nền móng ở đây thì đã có mặt ở tôi rồi. Thế đến năm nay là 25. Thế là canh uống nước đi. Thế và xin giới thiệu một cái anh là nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh này đấy. Thì nằm ngay tại trên mảnh đất của ông cụ thân sinh nhà bác. Năm 2003, khánh thành 2004. Đấy là đợt 1. Đợt 2 đấy thì 2015 mở rộng khuôn viên thành bây giờ hiện tại là cái khu đất này khoảng 1 hecta. Dạ. Và tôi thì là với lại bác Linh ấy thì coi như là tôi là em thôi, em họ. Và thế thời kỳ mà còn sống ấy thì nói chung bác Linh về thì anh em gặp nhau nói chuyện thì nó là thường xuyên thôi. Và thế bác có những ấn tượng gì về bác ấy không ạ? Bây giờ thì nói này này. Tôi ngồi nói chuyện ấy thì năm lúc tôi cũng có tự hào chỗ là ngồi nói chuyện với ông anh. Thế nhưng mà cái câu chuyện tôi nói mang tính chất gia đình. Đấy. Thì tôi cũng cảm nghĩ rằng là có khi ít khi mà ông nghe được câu thực tế. Đấy. Tôi nói thí dụ như cái thời kỳ bao cấp đấy. Thế gia đình tôi ở nhà như thế nào?
thì tôi có nói chuyện, tôi tính ra gia đình thôi. Đấy, khổ lắm, vất vả lắm. Đấy, kiếm được một bữa ăn một ngày rất là khó. Đấy, thậm chí tức là hàng ngày là cứ nhà tôi là cứ phải đi đồng xong rồi về, cái cháu nó lớn dần lên, thế rồi khó khăn mức độ như thế. Thế thì đến lúc mà gọi là bấy giờ thì gọi là cơm rau cơm cháo thôi. Đấy. Tức là cái giờ đi đồng về xong rồi chiều lại chạy gạo ra ngoài nội đổi lên mấy cân mì. Mà mì ngày xưa là các anh biết đấy, nó chỉ là bột mì nó lăn ra thôi, chứ không phải như mì bây giờ. Thế mà về có phải được ăn ngay thế đâu, lại nấu với rau khoai lang nữa, chứ không được ăn ngon. Thế khi bắt đầu tôi cũng nói chuyện với anh Linh là đến khi gọi nhà em chạy được một tháng giờ thì đầu tiên là mượn vốn của người ta. Thế sau mình nãy là được cái vốn được 30 cân gạo. Thế thì đi xuống Mỹ Hào đông. Thế thì về đến phố lối mà cái coi như là phòng thuế lương thực ra là tịch thu trắng luôn. Thế thì bây giờ thì nói thật với bác là em là cũng công tác ở dưới huyện. Đấy, thì anh em bảo rằng là hồi cậu cứ già các anh giải quyết cho. Thế thì tôi có nói một câu là em nghĩ là cũng không lên. Vì đây là đường lối chính sách của đảng. Đấy. Thế anh em không ra. Ra cho người ta không giải quyết. Người ta lại tư giấy vào chi bộ thì coi như là mình vừa mất của lại vừa bị kỷ luật. Thì em không ra, ông ngồi ông cười. Ông cười. Ông cười gật gù, ông cười xong ông bảo là đấy chú thấy không? Cái thời buổi bấy giờ thì cái bọn cướp cạn, nó gọi bọn cướp cạn. Nó khó khăn vất vả lắm. Thế do đó mà anh cũng rất nhiều ý kiến. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không được chấp nhận. Đấy, cái tình cảm anh em nói chuyện thế. Từ mình đấy xuất phát từ gia đình nhà mình thôi. Thế mình nói thế mà mình tự hào, mình nghĩ là có khi ông ít khi được nghe các nghĩa thực. Ông chí lý lắm. Và ông nói một câu thế này này. Bây giờ nó như thế này chú ạ. Đất nước giờ thống nhất rồi. Thế bây giờ thì phải làm thế nào để dân có cơm no áo ấm được không anh? Thế bây giờ thì thực ra mà nói đến miền Bắc, ông bảo là sống dưới chế độ chủ nghĩa, dân sống chịu quen rồi. Nhưng miền Nam bây giờ mà cố đưa gò vào đấy thì sẽ lộ chiến. Mà nếu mà để xảy lộ chiến đấy thì coi như bao nhiêu xương máu của đồng bào chiến sĩ là hàng triệu triệu người nó đổ xuống biển hết. Thì ông ngồi ông nghỉ mà tí ông nói một câu nữa này này. Không phải như thế ta dừng, mà người ta phải nghiên cứu suy nghĩ làm như thế nào đó đấy để không xa rời được cái đường lối chủ nghĩa Mác, mà đồng thời để đưa cuộc sống dân lên. Đấy là một điều trăn trở. Ý ông nói là anh rất trăn trở về cái chuyện này. Thì đây ông cũng trao đổi với tôi như thế. Thì tôi cũng thấy là tuy thế nhưng mà ông người rất là thầm kín trầm lặng, nhưng mà nghiên cứu rất sâu sắc. Thế ông bảo là đấy thưa chú cứ yên tâm, rồi nay mai sẽ đổi mới, chứ không thể như thế này được. Mà để như thế này là không được, vì đất nước thống nhất rồi. Đấy. Sau mà tôi có theo dõi đấy, thì trong cái quá trình thì ông cũng tiếp tục tham gia góp ý này khác các thứ, và ông với khi ông trong Bộ Chính trị. Thế Bộ Chính trị rồi thì ông mới lại chắc có nhiều ý kiến. Đấy. Thế nhưng mà ông đã được chuyển vào trong Thành phố Hồ Chí Minh làm Bí thư Thành ủy ở trong đó. Thế thì anh em bạn ông trong bảo thế thì đồng chí bị kỷ luật à? Ông bảo không, tôi bị kỷ luật đâu. Vì tôi cảm thấy tôi ở trong Bộ Chính trị tôi phát biểu các anh không thoải mái, thế tôi xin ra. Thế không phải bị kỷ luật. Đấy là phải nói là cái câu rất chi lý và rất chân tình giữa tình cảm anh em nói chuyện thế. Thế rồi sau đó thì ông mới vào trong đó thì là ông mới đặt vấn đề, tức là các nhà doanh nghiệp đấy, ông triệu tập lại. Ông mà nói thẳng một câu này này, chúng mày cứ phá rào mà làm. Bây giờ nếu mà chúng mày đi tù tao mang cơm, nếu tao đi tù chúng mày mang cơm. Ý là ông nói theo kiểu chân tình với một số các cái nhà doanh nghiệp như thế. Thế sau cuối cùng nó gọi sự kiện Đà Lạt 10 ngày đấy. Thì ông cuối năm ông mới tổ chức một cái hội nghị rút kinh nghiệm. Lúc bấy giờ các vị lãnh đạo nó đang nghỉ mát ở đấy, thì mời các cụ xuống dự. Và ông có đặt vấn đề, ông bảo là thế bây giờ các anh phải phát biểu thật mạnh vì rút kinh nghiệm mà, nhưng phải để ý theo dõi các cụ. Nếu mà lúc này các cụ giãn ra thì phát biểu, nếu mà díu lại thì thôi. Đấy. Thế nhưng mà tình thật là phát biểu thì các cụ cảm thấy thoải mái. Đấy. Vì sao nó chương trình nên có gõ vào đầu phát biểu nói một câu là
thôi rồi phải đổi mới tư duy, tức là cái phải tư duy đổi mới. Thế từ đó trở đi cái thì được cởi mở, và ông ấy được coi như là điều ra ngoài này và thực hiện cái đường lối chủ trương đổi mới của Tổng Bí thư Trường Chinh. Thế đấy báo cáo của anh là như vậy. Dạ, và... tức là đường lối đổi mới là do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi động, và ông là người thực hành. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người thực hành. Chỉ có đổi mới thì mới thấy đúng và thấy hết sự thật, thấy những nhân tố mới để phát huy, những sai lầm để sửa chữa, nhằm vận dụng tốt chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh nước ta, phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, động viên tính năng động, sáng tạo và khả năng vô tận của nhân dân lao động làm chủ tập thể, để đồng thời đẩy mạnh ba cuộc cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trích Nguyễn Văn Linh, diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 12 năm 1986. Thưa bác, là bác có thể là dẫn cháu đi tham quan kiến trúc cũng như là gian trưng bày rồi bác giới thiệu với bọn con được không ạ? Vâng, được rồi. Thế còn hiện tại chúng ta ngồi ngay đây đấy thì nó được mở rộng ra 2015. Đấy, thì nó cái hội trường khách nó rộng như thế này. Thế còn mời các anh đi đây thì tôi đi giới thiệu tiếp. Thế thì cái khuôn viên này đấy thì trước kia đấy là nó là nhiều các cái ao của các gia đình. Thế năm 1960 thì vào hợp tác xã cả thì đây mới mở rộng cái khu này thành một cái lạch rất là lớn trong trong giữa làng. Đấy. Thì 2003 đấy thì coi như là bắt đầu xây dựng đặt nền móng xuống đây thì bắt cái cầu vào đây. Thế đây là hình thành cái khu nhà tưởng niệm 2003 bắt đầu làm 2004 khánh thành. Thì lửa đất ở đây. Đấy. Và bây giờ thì cái nhà này đấy là cái vừa là nhà thờ, vừa nhà trưng bày. Đấy. Nói chung về sau khách kiếc tham quan đến thì cũng đông đương là các thứ thì được lãnh đạo địa phương cũng như là trên trung ương có đặt vấn đề là chuyển đổi 6 hộ kia ra ngoài mặt đường ngoài kia. Thế và mở rộng cái khuôn viên này ra. Đấy. Đến nay là nó rộng, chúng ta nói canh là khoảng gần hectare đấy. Cả bãi để xe kia bên này. Dạ. Ở đây là cháu thấy cạnh cái gian trưng bày mới kia là nhà lưu niệm của... Đây bây giờ nói với anh thế này, tức là khuôn viên từ cổng hát lại đây là của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thế và bên kia là cái bãi để xe, và trước bãi để xe là nhà của Trung tướng Nguyễn Bình mà được Bác Hồ phong năm 1948. Mà nhà ông Bình thì cách đây khoảng 200m đường chim bay về phía đông này. Đấy, tức là nhà của hai ông là gần nhau. Mà ông Nguyễn Bình là hơn ông Linh 7 tuổi. Đấy, báo cáo với anh là như vậy. Và... đây bây giờ vào trong nhà thờ thì nó là như thế này. Canh đứng ở gian giữa đây đấy, thì gian giữa là nơi thờ tự Bác. Đấy. Gian bên tay trái tôi đây đấy là thờ gia tiên, bên tay phải tôi là thờ thủ công. Thế trong này thì trước có cái hương án đề này là hưng quốc an dân. Đấy. Thế cái đôi câu đối là chí mạnh tâm hùng chỉ đạo nhân dân cùng đổi mới. Hương bay khói tỏa nhớ ơn lãnh tụ đã nhìn xa. Thế đấy là gian giữa, là gian thờ Bác Linh. Trên ban thờ là pho tượng đồng chí Nguyễn Văn Linh được đúc bằng đồng do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh dâng tặng. Bên gian thờ thủ công này đấy thì trong cái câu đối này để này này mỹ tục thuần phong tiêu vĩ tích, dân ngưỡng cao danh hương quyết gia. Thế đây là gian thờ thủ công. Cho thấy là ở đây là có cái giống như là cái chậu rửa bác hay cái không, gì không phải. Đây tức là nó biểu hiện cái đèn dầu lạc ngày xưa. Đấy. Tức là phóng đại to lên. Vâng, nó to lên, nó gọi là cái đèn dầu lạc. Đấy. Tức là thường thường nó trước nó có một cái bằng cái bát thôi. Đấy. Xong rồi nó có các cái bấc cái ra như thế này. Nhưng đấy. Mà sao lại làm cái này? Không, tức là khi người ta đặt vấn đề là cái nhà đầu tiên đấy, thì người ta gọi đây là cái đèn dầu lạc. Đấy, thì ở trong nó có cái đèn bóng đèn này này. Đấy. Con hiểu rồi, nhưng mà ý nghĩa nó biểu tượng khi nó đặt ở đây thì nó biểu tượng là cái đèn dầu lạc ngày xưa. Đấy, nó là cái đèn dầu lạc. Thế còn cái bệ này đấy
thì đây là cái Đồng Nai đấy có tặng nhà tưởng niệm là đôi lọ lục bình có hình của Bác Linh. Nhưng mà đến nay đấy thì nó bị nỗi ở cái chỗ nó gốn nó co ngóp ở cái mặt đấy thì nó kém thì không trưng bày nữa đấy. Chứ không phải là cái trống đồng này là để cái này đâu. Nhà bức bàn này các cụ ngày xưa là dùng đèn dầu lạc. Thế nó là cái biểu tượng. Dạ, biểu tượng nó là cái biểu tượng cho cái gian nhà các xưa ngày xưa, chứ là nó không ngày có xưa. Ý nghĩa gì đấy. Về... không, nó biểu tượng thôi. Đấy. Biểu tượng cứ bức bàn mà ngày xưa đấy. Đấy. Thế bên này là thờ Gia Tiên. Đấy. Thế và kia là cái bằng công nhận. Đấy, di tích quốc gia. Đấy. Năm 2017 ạ. Vâng. Đấy là di tích quốc gia đấy. Vâng. Bên này là Yên Kỳ Sở. Đấy. Yên gia trị quốc lập kỳ công, thế tôn đạt đức. Đấy. Trước kia cái năm 2003-2004 thì là chung quanh đây là đặt cái trưng bày hết hiện vật. Thế đến khi 2015 xây dựng xong đây cái thì là đây là nơi thờ tự thôi. Thế còn hiện vật thì chuyển xuống dưới kia, mở rộng. Và thế giờ mời các anh đi xuống dưới này. Thưa bác, là bác Nguyễn Văn Linh đã về quê hương thăm lại bác ấy về nhiều thì lần nếu mà... nói về chính xác thì được 6 lần về tỉnh. Đấy, về tỉnh Hưng Yên. Nhưng mà nói về tính chất gia đình thì không thể đếm được. Vì lúc nào ông có điều kiện thì anh em về gặp nhau. Đấy, còn chính xác là về tỉnh Hưng Yên là 6 lần. Đấy, để ông cũng đã về tỉnh. Quê hương tôi trước đây thì gọi là nông nghiệp đơn thuần. Đấy. Nói chung là cũng vất vả, khó khăn, mặc dù tuy gần Hà Nội. Thế như thời kỳ bác về đấy, bác có tham quan, có gặp dân, thì bác có nói thế này. Thế bây giờ thì đất ta là đất nằm bẩn, gọi là tương bẩn. Ngày xưa các cụ nói câu là nước mắm vạn vân tương bẩn có tiếng. Thế thì bây giờ bà con là phải làm là khôi phục lại nghề tương để giữ lại truyền thống của các cụ. Và đồng thời tức là phát triển cái kinh tế lên đấy, thì đấy là thực hiện lời của bác. Thế thì hiện tại là bây giờ ở đây nó gọi cái tương bần cũng có tiếng theo như chỉ ngày xưa. Thế bác đi đâu bác tuyên truyền bác nói đến đấy thì phải nói rằng là rất là chí lý và sâu sắc lắm. Dạ thưa bác, là bác ấy là sinh ra trong gia đình của bao nhiêu anh em? Bác Ninh này, cụ thân sinh cho bác ấy thì coi như được 3 người con. Đấy. Một chị gái, bác ở giữa một người em gái. Thế nhưng mà thực tế thì bố mất thì bác ấy 7 tuổi. Đấy. Thế rồi mẹ mất thì bác 11 tuổi. Thế bây giờ thì ông cụ thân sinh cho bác Ninh này đấy thì là dạy học ở ngoài Hà Nội. Đấy. Ở phố Bông Thổ Nhuộm đấy. Thế, ra ngoài thì hồi nhỏ thì bác có học hành ở ngoài. Khi bố mất thì là bà nội mới đưa bác cái xuống dưới Hải Phòng. Đấy. Ở mới ông chú ruột ở dưới Hải Phòng. Đấy. Đến năm bác 11 tuổi thì là mẹ mất. Thì nói chung hoàn cảnh nhà bác ấy thì bố làm giáo viên công chức đấy nhưng mà cũng khó khăn lắm, không gì cả. Thế mẹ thì tần tảo, tức là bán cái kiểu gọi là hàng gánh mà hàng rong đấy, bán rong thôi. Thế người thì cũng là vất vả, nhưng khi chồng chết một cái thì cái đồng lương không còn nữa thì nói chung là khó khăn. Thế thì bà nội mới để bác ấy là đưa xuống dưới Hải Phòng ở mới thì anh con trai, tức bác gọi là chú đấy, thế là học hành ở dưới đó. Thế mà bác học hành dưới đó thì đến năm 15 tuổi thì là
Nhân ngày 1 tháng 5 bác đi giải chuyến đơn thì là bác bị bắt để đi đầy quần đảo. Thế lúc 15 tuổi ạ? Vâng, 15 tuổi. Thế nói về hoàn cảnh của bác Ninh đấy thì phải nói là như thế này này. 7 tuổi thì bố mất, 11 tuổi mẹ mất, rồi là chị mất. Đấy. Tức là trong thập kỷ 20 đấy, 1920 đấy, thì coi như là gia đình của bác cũng không còn nữa, bác lại đi tù. Thế sau đó thì còn người em đấy thì coi như là cái lúc mà nó đi xuống tàu để ra quần đảo đấy, thì có chạy theo gọi anh ơi. Trong đêm tối thì người bạn tù có nói là ai đấy, thì bác có bảo đấy là em tôi đấy. Thế thì thực tế mà nói thì cũng gặp được em đâu, vì xiềng xích xuống tù nó đưa đi thôi. Trong đến hai mình, tức là cái mặt trận Bình Xuyên Pháp thắng lợi năm 36 đấy, thì là nó thả tù chính trị ra, thì bác trở lại Hải Phòng tìm không thấy em nữa. Tức là tôi khẳng định như vậy là gia đình bác là coi như không còn ai. Đấy, thì đấy báo cáo các anh là như vậy. Cháu xem đợt trước là có cái bức tượng đá của bác ấy đặt ở ngoài. Đặt ở ấy kia. Không, bức tượng ở thì đặt ở dưới thành phố Hưng Yên cơ. Chứ không phải, chứ không ở, đây. Ở đây. Vâng. Thế đây này, cái cây ruối kia kìa. Cái mốc cõi đất của ngày xưa đấy, nó kéo thẳng xuống thế này. Thì trước đây là nó lại đây là cái nhà khách này. Đấy, xong 2015 mới chuyển đổi phá nhà khách thì đi thì mới đưa nó vào kia kìa. Đấy. Thế là có chuyển đổi nó như thế. Còn đây là trước là cái nhà khách này. Đấy. Thế đây mà 6 hộ ở đây thì là chuyển ra ngoài mặt đường này. Đấy, mở rộng sang đây. Đây cho thấy là có những một số cây của các vâng, nhà lãnh đạo. Vâng, đây ví dụ như đấy. Cái cây này là cây của ông Đỗ Mười. Ngọc Lan, dạ. Ông Lan Đỗ Mười. Đây là của ông Trần Quốc Vượng. Và... quê Thái Bình. Khi vào nhà lưu niệm thì có hai lối vào đúng không bác? Một là lối này, hai là cái lối đi qua cầu vòng đây. Trước ở đây, thế sau bắt đầu mở rộng sang đây thì mới là cái lối này. Đấy. Và đây mà các anh đi vào trong nhà trưng bày. Đây là trưng bày. Bác có thể giới thiệu chi tiết. Vâng, như vậy thế này nhá. Tôi giới thiệu một cái anh này. Hình ảnh đầu tiên đây nói về quê hương. Đấy, thì quê hương nó biểu hiện một số các hình ảnh là cái gì? Tức là văn miếu Xích Đằng. Đấy. Rồi là hai cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Hưng Yên là Sài Thị và Linh Thôn. Toàn cảnh làng Yên Phú. Đấy. Hồ Bán Nguyệt, Hưng Yên. Đây là biểu hiện của tính chất là quê hương. Đấy. Dạ, là và, cảnh đẹp của vâng, Hưng Yên. Của, dạ. Của Hưng Yên đấy. Và bộ ấm chén do đồng chí Nguyễn Văn Linh tặng gia đình bác Đặng Đình Được, và thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, nhân dịp về thăm quê hương năm 1994. Thế còn vật. Đây là tiểu sử của bác rồi này. Thì các anh nắn rồi. Đây là cái hình ảnh này, hình ảnh bác ở Trung ương cục miền Nam. Thế và cái trường Bon Nan là cái trường Hải Phòng này, hồi nhỏ bác học ở đấy. Gia đình bà Đặng Thị Sáu là chưa cơ sở hoạt động cách mạng đầu tiên ở dưới phòng của bác. Nhà tù Côn Đảo đã từng hai lần, tức là giam giữ bác. Và đây là bản án của bọn thực dân Pháp. Đấy. Cái án tù khổ sai, năm bác 15 tuổi. Đây thời kỳ là bác ở Trung ương Cục với các đồng chí lãnh đạo hoạt động trong cái thời kỳ Trung ương Cục. Trong đó có ông Sáu Dân, ông Võ Văn Kiệt, ông đứng ở kia, ông Ba Bừa, ông Hoài Sô. Đấy. Sang bên này năm 1973 thì là bác được mời ra ngoài họp báo cáo tình hình trong đó, thì bấy là sân máy bay đi ở Gia Lâm này. Đấy. Thế và đây là cái bộ tăng âm điện đài hoặc là hai hòm đựng đạn bác dùng tài liệu. Thế khi mà gặp các tay địch hay gì đó nó có thể lén ma, có thể chôn đi được. Đấy là hai hòm đựng đạn, đựng tài liệu trong thời kỳ hoạt động của bác. Cái bộ quần áo tư trang của bác đấy. Cái đợt bác ấy đi con xe kia rồi. Xe đấy, xe 67. Đi công tác ở biên giới. Năm 70. Vâng.
Thế còn đây năm 1986 lúc này là chuyển sang đổi mới đây. Đấy, thì phải nói là bằng lấy chữ ký viết tắt NVN, tức là nói và làm. Đấy, Nguyễn Văn Ninh, thế và người ta cũng có thể gọi là nhảy vào lửa. Đấy, bà đấy, nhảy vào lửa, dám nhảy vào lửa lúc bấy giờ. Đấy. Thì lúc này một số cái hình ảnh ấy thì là bác đi tham quan tất cả các cái ban ngành xã hội trong toàn quốc để chỉ đạo cái phong trào đổi mới. Thế đây là cái đường nối sách nữa bác viết ra để chỉ đạo phong trào chung. Thế và trong cái đổi mới năm 86 đấy thì bác có rút ra một cái vấn đề triết lý nó như thế này. Phải nhìn thẳng vào sự thật, phải thấy rằng thiếu sót chủ quan của chúng ta là nghiêm trọng và kéo dài. Phải có tinh thần dũng cảm, tự phê bình mạnh mẽ và triệt để đổi mới. Không như thế chúng ta sẽ gây vào tình trạng trì trệ kéo dài với những tai họa thực sự. Những tai họa đó không phải bản chất chế độ chúng ta gây ra mà là do chúng ta gây ra. Đấy. Cái câu triết lý này đấy thì phải nói là nhiều các nhà lãnh đạo cách mạng đến đây phải nói rất quý. Và đặt vấn đề là đấy, ông có rút được ra như thế này để ông chỉ đạo, nó mới phong trào nó mới là đúng. Tức là bác là người rất là hiểu cái chế độ, đúng như hoàn cảnh thời đó. Dạ. Thế và sang đây đấy thì khi bác đã có một số chút công lao đấy, thì bác được tặng thưởng huân chương sao vàng, huân chương nhà báo đấy, và nhiều huân chương khác. Mà trong hình đây thì bác đi thăm nhà liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, rồi quê hương Bác Hồ. Đấy. Rồi bác đi thăm Côn Sơn. Thì trong Côn Sơn thì bác có viết một cái bài nói về Nguyễn Trãi. Ý nội dung nói là một con người có công như thế mà dưới chế độ phong kiến nó cư xử không tức nó quá đáng không lên. Thế thì đây là một cái bài học chúng ta phải làm thế nào con người có công phải biết động viên điều động người ta nó như thế nào. Đấy, ý cái nội dung bác nói là như thế. Còn cũng như đây thì cái năm 1997 lúc đó là bác đương mệt yếu đấy. Thì coi như là đảng bộ Hưng Yên coi tái lập mời bác về dự thì bác không về được. Bác có một cái lời chúc đại hội. Và thế còn hình ảnh đây là gia đình bác. Đấy. Thế gia đình bác đây, thế thì coi như nhà quê thì họ hàng ở đây. Thế thì có cái ảnh tôi đứng ở kia kìa. Đấy. Bác đứng ở trên. À, cái cột đấy. Tôi đứng ở cái cột đấy. Đấy đấy. Đấy là họ hàng ở nhà quê. Đấy. Thế bác đứng chỗ này là coi về xã đây thì là họ hàng ở trong, tức là toàn bộ cánh lãnh đạo của địa phương. Đấy. Tức là bác ấy có bao nhiêu người con? Đây đây đây, con đây, đấy. Tức là có 3 người con. Đấy. Cái Hòa, cái Bình và Ninh, tức là đẻ 51, 55, 56, 57. Bây giờ có ai theo đấy, bây giờ thì coi như là chị Hòa, cái Hòa đấy thì là coi như con gái lớn. Là học qua báo chí ra thì bây giờ về làm ở Đài Truyền hình Hồ Chí Minh. Thế cái Bình thì là kiến trúc sư. Đấy. Thế còn cháu Nguyễn Hùng Linh thì là năm 23 tuổi nó mất. Này nói là như thế này, bác tên là Nguyễn Văn Cúc, nhưng mà tại sao lại là Nguyễn Văn Linh? Thế thì khi năm 1960 đấy, thì để tránh cái luật 15-9 ở trong đó, thì hai bác có bàn nhau là đưa con ra ngoài Bắc để nó học hành yên tâm và công tác, chứ còn cứ ở trong này mà nó mà tóm được cái thì nói chung là khó khăn trong công tác của bác. Thì coi như bà cụ mới đưa 3 người con ra, thì bây giờ Ninh kia nó mới có 18 tháng tuổi thôi. Thế thì ở trong đó thì bác mới nhớ đến người con trai. Thế thì bác mới chuyển lấy tên là Nguyễn Văn Ninh, nhưng mà cháu nó là Nguyễn Hùng Ninh. Đấy, lý do chuyển tên là như thế. Đấy. Bác đây là những cái hiện vật gì? Đây là hiện vật này của bác Nguyễn, của bác đấy, luôn luôn là trên người đấy. Được rác trong quá trình công tác đấy. Và được rác ca là cái gì ạ? Vùng vuông cái gì? Vâng, cái vuông. Cái đó cái sạt phòng, cái kiểu sạt phòng, các cái tư trang sạt phòng được cạo râu, cạo mặt, tất cả thứ đấy. Thế bàn chải đấy, nên là chỉ các thứ. Đấy. À, đấy. Giờ cái đồng tiền của nào, cái túi da đấy, giày dép đấy là cái tư trang của bác đấy. Còn đây là quan hệ quốc tế. Thế sang bên này là cái năm 1998 nó bác mất. Thì lúc này là đương tổ chức tang lễ để đưa bác về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thế hiện nay thi hài bác thì quan tại trong thành phố Hồ Chí Minh khu A.
Lý do tại sao lại quàng trong đấy ạ? Là vì thế này, tức là khi bác ốm bác mất ở trong đó đấy thì tiêu chuẩn là về mang gì. Nhưng mà thực ra mà nói thì gia đình ở trong ấy, thì bác bảo thôi cứ để tôi trong này. Đấy. Thì bây giờ mới đưa bác ra khu A đấy, ở Nghĩa Trang thành phố đấy. Tức là cũng ở chung với lại các đồng chí chứ không có lăng mộ riêng gì ạ? Không, bây giờ nó như thế này, ở đấy thì là nó gọi cái Nghĩa Trang thành phố Hồ Chí Minh, nó gọi khu A. Khu A là khu dành riêng cho cán bộ cao cấp. Đấy, ở trong đó thì tôi cũng vào trong thăm các thứ rồi, thì riêng bác Ninh đấy thì là được một cái phần đất nó rộng hơn một chút. Thế hiện tại bà cụ mất đấy thì năm ngoái là 105 tuổi thì cũng lại chôn sau bác Linh, tức là cái khu đó là cái khu của những cán bộ lão thành đấy, thì coi như sau bác Ninh ra về xương sau đấy. Thế đây một số các hình ảnh này là nhân dân đồng bào và cán bộ lãnh đạo được đến tham quan đấy, nhà tưởng niệm. Thế còn cái bức tượng đá kia tượng đó ở quảng trường Hưng Yên. Dạ thưa bác, là bác có thể chia sẻ ngày kỷ niệm ở khu lưu niệm của bác được không ạ? Dạ, ngày giỗ thì coi như cứ 27 tháng 4 thì là đến ngày giỗ bác, thì coi như địa phương là cán bộ anh canh lãnh đạo thế là có chuẩn bị làm giỗ. Thế nhưng đồng thời nhân dân, một số các cái đoàn thể, nhân dân cũng như là lãnh đạo về coi như để dự ngày giỗ là ngày 27 tháng 4 hàng năm. Đấy. Thế và một cái ngày nữa là cái ngày sinh của bác là ngày 1 tháng 7. Thế thì một năm nó có hai ngày, tức ngày giỗ và ngày sinh. Thế thì đều có tổ chức. Ở đây thì nói chung là nhân dân rồi là cán bộ viết tất cả các ấy là đều về tham dự ở đây cả. Và tiểu sử đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 trong một gia đình công chức tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1929, đồng chí đã tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội lãnh đạo. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, khi giải truyền đơn chống đế quốc, đồng chí bị địch bắt, kết án tù trung thân và đẩy đi Côn Đảo. Năm 1936, do thắng lợi của mặt trận Bình dân Pháp, đồng chí được trả tự do, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tham gia hoạt động trong công nhân lao động ở Hải Phòng, Hà Nội. Đồng chí đã xây dựng cơ sở đảng, thành lập nhiều chi bộ và thành ủy lâm thời Hải Phòng. Năm 1939, đồng chí được điều động vào công tác ở Sài Gòn, tham gia ban chấp hành đảng bộ thành phố, được phân công tham gia lập lại xứ ủy Trung Kỳ. Đầu năm 1941, đồng chí bị địch bắt ở Vinh, chúng đưa về Sài Gòn xử án 5 năm tù và đẩy ra Côn Đảo lần thứ hai. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí được đón về Nam Bộ hoạt động ở miền Tây. Sau đó lên Sài Gòn, Chợ Lớn, trực tiếp lãnh đạo kháng chiến với các chức vụ Bí thư Thành ủy, Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định. Năm 1947, đồng chí được bầu vào xứ ủy Nam Bộ. Năm 1949, đồng chí tham gia thường vụ xứ ủy Nam Bộ. Từ năm 1957 đến năm 1960, đồng chí là quyền Bí thư xứ ủy Nam Bộ. Năm 1960, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương chỉ định làm Bí thư Trung ương Cục và sau đó là Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Năm 1976, đồng chí là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 4, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công giữ các chức vụ Trưởng Ban Cải tạo Xã hội Chủ nghĩa của Trung ương, Trưởng ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam đến năm 1980, sau đó được phân công theo dõi thực hiện nghị quyết của Đảng và Chính phủ ở các tỉnh miền Nam. Tháng 12 năm 1981, đồng chí làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 1982, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 5, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 1985, tại Hội nghị Trung ương 8, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 1986, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và được phân công thường trực Ban Bí thư.
tháng 12 năm 1986 tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6. Đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1987, đồng chí kiêm chức Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương. Tháng 6 năm 1987, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 8. Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 7, tháng 6 năm 1991, đồng chí được cử làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Do công lao và thành tích to lớn đối với cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng đồng chí huân chương vàng quốc gia. Nhà nước Cuba tặng thưởng huân chương Jose Marti. Nhà nước Campuchia tặng thưởng đồng chí huân chương Angkor. Thưa bác, là cái thời mà bác Linh bác ấy làm lãnh đạo của đất nước ấy, bác ấy có giúp dòng họ gia đình không ạ? Hay là bác là người liêm chính ạ? Cái này phải nói với anh như thế này này. Thực sự là bác liêm chính. Vì tôi cứ không phải nói gì trong làng, trong cả, tôi nói ngay gia đình thôi. Anh em, con cháu thôi. Bác cũng không có một cái gì cả. Và đồng thời các cháu nói để bác bảo thế này này. Bây giờ đấy thì bác có giúp được không? Bác giúp được. Nhưng các cháu bây giờ đấy phải học hành chuyên môn, học hành văn hóa hết, học chuyên môn hết, ra đến đâu làm đến đấy. Chứ còn bác có thể xin được, chứ không phải bác không xin được. Nhưng bác xin cháu bác ngu dốt và là phá hoại đất nước. Đấy, thế thì nói bác nói câu ý thì thôi các cháu không có một cái gì mà chê trách cái gì bác cả. Mà tôi cũng nói luôn thế này này, không phải các cháu mà ngay đến con bác thôi. Vì học đến đâu làm đến đấy. Thí dụ như cháu Hòa đấy thì học xong nhà báo ra làm ở đài truyền hình. Cháu Bình là con gái thứ hai đấy thì sang Nga học kiến trúc sư về làm thế thôi. Chứ trình độ đến đâu làm đến đấy, chứ không dựa vào bố mẹ đầy quyền lực đấy, nhưng mà không dựa bố mẹ đấy. Mà bác cũng không muốn làm các cái chuyện đấy. Thí dụ cái thời kỳ đi Liên Xô hai ông bà nghỉ mát năm 79 ấy, thì bác gái có nói một câu là tôi thấy thằng Ninh năm hồi này nó cũng tư tưởng nó cũng ấy, hay là cho nó đi cùng với mình. Bác nói một câu này là bà, đây là nhà nước cho vợ chồng mình đi, thế lại còn đeo thế đứa con đi làm gì. Thế là bác gái im ngay không nói năng gì nữa. Đấy, phải nói là cái sự, phải nói là kiên quyết đúng mực của bác ngay con đẻ, chứ chưa nói cái chuyện các cháu với anh em gì cả. Đấy, tốt, tôi cho cái đó cái cũng rất khẳng định. Và ông nói rất là cụ thể, các cháu không có giận vào đâu một cái gì cả. Cứ học đi, học đi, đâu tên đầu ra làm lên đấy. Chứ giờ không ấy thì xin vào ngu dốt thì coi như phá hoại đất nước. Đấy, không ai nói được câu gì nữa. Phải nhìn thẳng vào sự thật, phải thấy rằng thiếu sót chủ quan của chúng ta là nghiêm trọng và kéo dài. Phải có tinh thần dũng cảm, tự phê phán mạnh mẽ và triệt để đổi mới. Không như thế, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài với những tai họa thật sự. Những tai họa không phải do bản chất của chế độ chúng ta gây ra, mà là do khuyết điểm của chúng ta gây ra. Trích Nguyễn Văn Linh. Bây giờ một số các cái nhà giám đốc doanh nghiệp trẻ, thí dụ sinh năm 80, đầu năm 80 thôi, bây giờ trẻ biết cái gì đâu. Nhưng mà vào đây đấy, tham quan tất cả các thứ đều có chiêm ngưỡng, lời nói thuốc ra mồm luôn. Không nhờ có cụ, có lẽ chúng cháu không có ngày nay. Chứ là các nhà giám đốc doanh nghiệp thành đạt đấy, hoặc là các cụ già, các nơi đến đấy, thì đặt cái lón ở cửa, bước chân vào, là nói ông đổi mới đây rồi. nhờ có ông, chúng tôi mới được sung sướng như ngày nay. Thế đấy, phải nói rằng là tôi ở đây thì tôi chứng kiến nhiều các cái, phải nói là rất nhiều các cái công ơn đối với đại bác, mà bác đối với đại dân, đấy, phải nói là như vậy. Mà đúng khó khăn khổ ải lắm. Bây giờ một số các cái lớp vì sao về sau này đấy, bây giờ cứ nói cái chuyện ăn cơm độ, ăn cháo đấy, thì chúng nó cũng không thể ngờ tới được. Đấy. Nhưng mà người ta đã cảm thấy nó va chạm nó như thế rồi đấy, thì người ta thấy nó thấm thía. Hay là những các cái kế cận, tôi nói sinh vào năm 80 đấy, về đây đấy mà thành đạt đấy, thì mới thấy được rằng là biết được thế nào ngày xưa. Thế nhưng đến về đây
mà được tự do, được tất cả các tài năng, cái khả năng của mình mà làm được lên cái sự nghiệp như thế, cảm ơn. Đấy là một, tôi nói là một cái điều rất là quý ở cái chỗ ấy. Người ta chưa biết ngày xưa nó là cái gì cả. Thế mà, thế bây giờ người ta lớn lên, thế nhờ có chế độ như thế này, thế người ta được cống hiến, người ta được làm việc, người ta được thu nhập, người ta được thế này các thứ. Phải nói là quý lắm, phải nói rất quý. Đấy. Theo bác, cái tư tưởng của bác Nguyễn Văn Linh khi để lại tầng lớp lãnh đạo mà kế cận bác ấy ạ, có theo đúng cái định hướng, cái đường lối mà bác ấy đã vạch ra cũng như là đã thực hiện không ạ? Đây phải nói là như thế này, nếu đã nói về cái đường lối của bác theo được đúng chưa đấy thì nói thực là cũng chưa được. Vì nói chung là cái xã hội nó nhiều vấn đề lắm. Thí dụ bây giờ theo đúng như bác đấy, không lôi kéo, không gì cả, thế bây giờ có thấy được không? Hay là bây giờ một người làm quan cả họ được nhà, nó khó. Nhưng mà tôi thấy riêng bác ấy thì đúng có một cái đặc biệt ở cái chỗ ấy. Thế có thể theo được bác không? Thế nhưng cũng có người, người ta theo được bác cái chỗ là tài đâu làm đấy, hoặc là thế nọ kia. Thì cũng có, nhưng có ít thôi. Chứ làm sao có được. Tại địa phương đối với bác ấy thì cũng nói rất là kính trọng và rất là tốt. Tôi nói là như là cái thời kỳ mà bác có về đây, có sang sửa lại cái mộ ông cụ thân sinh nhà bác ấy. Tôi nói thí dụ như thế này, thời kỳ bác lên tổng bí thư thì bây giờ nó gọi là năm ấy thì nó đã ít nhiều là so với trước là nó cũng có phần nó khác trước rồi, tức là chỉ thị 100 rồi đấy. Thì dân tình đấy nó có điều kiện, thế giờ Hà Nội nước người ta có người ta cũng có kinh tế một chút, thì có cái nghĩa trang ở ngoài gần cái ngôi mộ của ông cụ thân sinh nhà bác ấy, là người ta về người ta xây dựng, người ta làm nó đẹp đẽ hơn ngày xưa. Đấy. Thì mới một số các vị đi trên đường năm nước trông thấy mới bảo là ui ấy, vừa mới lên tổng bí thư một cái là nào là đã xây mộ bố to rồi. Đấy, là một cái, thứ hai là cái xã Giải Phạm ấy là đường điện nước sáng trưng, nó khổ quá, toàn nói xa rồi. Rồi tôi thì tôi được biết nó như thế này này. Đường điện bấy giờ có đấy thì là do địa phương, do hợp tác xã. Đấy, cũng thời buổi đó vì ta đang đổi mới đường lên mà, thì người ta có thôi đấy, chứ phải đâu là nhà, tức là quê hương của tổng bí thư mà được chú trọng cái gì đâu, không phải. Hay là ngôi mộ bố bác ấy, không phải. Các ông nhìn nhầm, cách đấy khoảng 200 mét, thế đi đường năm cứ chỉ trỏ nhìn lên. Về sau đến năm 1995 đấy thì bà cụ đầu tiên, vợ Băng Đinh mới ra ngoài này cùng với bác ấy, thì bà gọi là về thăm quê chồng. Đấy, thì bà cụ mới ra mới nhìn thấy mộ bố chồng nó hơi sập sệ quá. Thì bà cụ mới bảo là tôi đây này là chú xem thế nào, tính toán cho chị để sang sửa lại mộ ông. Thế thì tôi có bảo là thế bây giờ thì bác xem xin bản thiết kế. Đấy, thế thì bà bảo là cái này thì cũng, chị cũng không có bằng thiết kế, về thực tâm mà nói gì, đầu tiên nhìn thấy mộ bố chồng thế thì chị muốn gọi là sang sửa nó qua thôi. Bà không qua không thì chị đặt vấn đề thì thạch toán lên được thì phải có bằng thiết kế chứ. Thế bà bảo thế được rồi, để tối tôi ra tôi bảo anh ấy. Thế thì tôi nói thực là khi bà cụ về ấy, thì bà cụ cầm một cái mảnh giấy học của học sinh giật trang giữa ra đấy, thì cô đâu có gì đâu, khoanh một vòng, hai vòng, ba vòng, kẻ cái này, đấy là bản thiết kế. Và bà cụ cũng nói tôi một câu này này, trao đổi với anh ấy bảo là thôi, bà cứ để đấy cho tôi, chưa làm người ta đã bảo mình thế nọ thế kia. Thế thì bà cụ bảo không, ông là con, tôi là dâu, mà về trông thấy mộ bố chồng thế nó không đang. Ồ, thế thì tùy bà, thế thì tùy, thì bây giờ tôi thấy đấy, tôi muốn sang sửa. Thế thì nhưng mà về chú này bảo là phải có bản thiết kế. Thế là ông cho luôn cái bản thiết kế đấy, có ba cái khoảnh tròn kẻ cái này. Tôi tính được ngay. Lượng gạch này, lượng công này, nguyên vật liệu này, nó không đáng bao nhiêu, nó bây giờ nó chỉ khoảng 800 nghìn thôi. Mà công lao động bây giờ chỉ có 10 nghìn một ngày thôi mà. Thế thì về thực ra mà nói là, đấy cái sự niềm khiết của ông tôi thấy là nó rất quan trọng rồi đấy. Đấy, rất quan trọng. Đến ngày mà bố thôi nhưng mà cũng không dám đụng chạm gì cả đâu. Đấy, phải nói là con người nó như thế đấy.
Vợ của bác ấy là quê ở đâu ạ? Vợ của bà là cụ là ở tỉnh Trà Vinh. Đấy. Bác có biết được cái hoàn cảnh gặp gỡ cũng như là tình yêu? À không, thì nó đơn giản thôi. Thế này, tức là khi bác Linh về lần thứ hai thì lãnh, tức là bà nó nói về bác gái đấy, thì nói sơ qua miếng này thì trong đó các anh biết rồi này, bà cụ như thế là bấy giờ là tỉnh ủy viên thì mới già nó đón tù nhân. Thế khi đón tù nhân về thì sau cái thì một thời gian thì hai ông bà này công tác nó gần nhau. Thế gần nhau thì mới ngỏ cái tình yêu. Thế thì cái hôm đó thì về thành phố Hồ Chí Minh họp thì là hai ông bà trên gác ấy mới nhìn xuống đường thành phố mới thốt ra lời một câu đúng là đồng tâm mới hợp. Mới nhìn thấy cái cảnh dân nhất này khác các thứ thời kỳ còn ngụy đấy. Thế là tự nhiên thấy cái đường nối của hai người cảm thấy nó xung hợp nhau. Nhưng mà nhân một cái năm, tất cả các cái cơ sở về tập trung để tổng kết cuối năm đấy, thì coi như là tổ chức, cái anh ấy tổ chức cho luôn. Thế tổ chức cho hai ông bà thành đôi vợ chồng năm 1948. Thành đôi vợ chồng luôn, đơn giản không có gì cả. Đấy là hai ông bà lấy nhau là năm 1948. Thế rồi cũng lại công tác nhưng liên tục liên miên thì cũng đẻ được một cháu đầu lòng. Thế nhưng mà vì không gì thì công tác cứ phải gửi cơ sở cơ sức nhiều thì lại bỏ. Thế rồi sau Hòa Bình là năm 7 đấy, thì bây giờ gọi Hòa Bình rồi thì bắt đầu đẻ ra một loạt. Năm 1 mới đặt tên là Hòa Bình và Ninh đấy. Thế đấy là hoàn cảnh của bác đấy. Dạ. Thưa bác có thể chia sẻ những cái câu chuyện có sự gắn bó giữa bác Nguyễn Văn Linh và bác Hồ của mình không ạ? À, nói thế này, cái đó thì có, nhưng mà không được tuyên truyền. Tôi nói một cái thí dụ nó như thế này, khi gặp bác Hồ không cho chụp ảnh. Vì tại sao? Tiết lộ cái là coi như ông ở trong nó là chết ngài. Đấy. Nhiều lần giao họp, nhiều lần giao báo cáo, nhiều lần ăn cơm bác Hồ, nhưng không được chụp ảnh. Đấy. Và có một cái ảnh nữa, thì tôi cũng rất tinh thôi, nhưng mà sau bác gái nói cơ đấy là chú Tinh, nhưng nó là một cái cảm nghĩ của mình, cảm nhận của mình. Thì khi bác Hồ mất đấy thì tôi mới thấy một người đứng ở đằng sau chân bác Hồ ngó mặt và mặc bộ áo lâu như tôi này, ngó này. Đấy, thì đường trên kia là ông Giáp với tất cả các ông anh em đứng phía trên rồi. Thế tôi có hỏi bà một câu là em hỏi bác là bác Hồ mất bác già có ở đấy không? Bà cụ bảo thế này này, thế sao chú lại hỏi câu ấy? Bà em thấy một người đứng mặc bộ quần áo lâu, đứng ngó một cái thế này. Bảo đúng anh đấy. Bà cụ bảo thế đúng anh đấy, nhưng phải cắt ngay. Đấy, tức là phải cắt ngay. Mà lúc nào anh cứ xem lại cái ảnh bác Hồ lúc mất hấp hối đấy. Thì khi bắt đầu mới hối cái thì là ông Giáp mấy này, ông mấy ông là khóc tu tu đấy, thì là đằng sau có một ông mặc bộ áo lâu ngó cái này, đúng là ông Linh. Vì tôi hỏi bà thì bảo thế sao chú hỏi thế, bảo không em thấy hình như bác đứng đó, bảo thấy đúng là như đấy. Rồi vì giấu, vì tất cả các thứ hình ảnh gần mới đứng hoạt động mà giờ nộ cái nào chết. Phải sử dụng bạo lực cách mạng với hai lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân, tiến hành khởi nghĩa từng phần ở nông thôn và từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, tiến công và nổi dậy, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược, rừng núi, nông thôn, đồng bằng và thành thị, đánh bằng ba mũi giáp công, chính trị, quân sự và binh vận, kết hợp ba thứ quân làm chủ để tiêu diệt địch để làm chủ, phải nắm thật vững phương châm chiến lược đánh lâu dài, song phải biết tạo thời cơ, nắm bắt thời cơ, mở cuộc tiến công, chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh, tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp quân địch, giành thắng lợi cuối cùng. Trích Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 khóa 2, còn gọi là Nghị quyết số 15 về đường lối cách mạng miền Nam. Xuất nhậm kỳ Đại hội 6, với cương vị là Tổng Bí thư Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống nhân dân,
mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trích điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đọc tại lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Linh vào ngày 29 tháng 4 năm 1998. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy cũng như giao lưu cùng Duy những địa điểm, những di tích lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.